Tiếp tục đến thi đấu thứ hai nha các bạn. Đang méo bảo trẻ mình giờ đi bấm mũi chắn bóng tốt của Khải. Và chân bóng tốt của Khải. 1-0 ghi về cho Tem. Đang méo xử lý quá tuyệt vời. 1-0. Hiện tại bây giờ tôi thấy có các anh em Bình Phước và Tây Ninh đang vô hàng và vô hàng. Trận đấu đang trên đường kết thúc. Với nhau cùng Phương Gà Tre. Trời ơi, và cái bóng cực kỳ là của Khải quá. Khải là vận động viên bãi biển Vũng Tàu nha các bạn nha. Hai một thì không có đánh thôi, đánh keo lắm. Bảo công cho cô em. Cắt bóng chạm tay đang méo ra ngoài. Cô em thật sự quá khó chịu. 3-1. Điểm 2-3 cho Hồng Minh Cúp Phi. Điểm 2-3. 2-3. Ba đều. Cô em một quả cố tay mới đúng không? Ba đều. Ba đều. Bóng trong xanh nha các bạn. Điểm 4-3 nghiêng về team của anh Linh. 4-3 nghiêng về cho tay của Linh Đông Lâm. Hàng 6 đang vô hàng của Do Hàng nha các bạn. 6 đang lâu sắp bụng. Cái sự xuất hiện của nhóm của Phương và Tre. Phương sự tin của tên anh Phương. 5-3. Để biết bao nhiêu nữa không? Mình mất. Quả chém giờ này hay quá hay của mình. Đến qua bài hết vô là hai mấy cái bài này. Bởi vậy nó 4-5. Quát bóng là điểm trực tiếp của Cao Sơn. Điểm 5 đều. 5 đều. Cú em. Cú em kết thúc tốt. 6-5. Và kết bóng các bóng tốt của cô em cũng tạo điểm 6-5. Hay phải.
điểm 76. Bình Minh bỏ bóng tốt của Bình Minh, 7 đều. Bóng đầu của bên phía bên biển có cần phải giải cứu cho trong hiệp đấu thứ hai này. Rất hay, pha bóng rất khéo, tuy nhiên sau đó là pha cứu bóng của Cải không tốt các bạn. Tám đều. Tỷ số là 8 đều rồi. Cao Sơn sẽ là người phát bóng dành cho Tim Bãi Biển. Tám đều. Đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Xét đấu này rất căng. Đấy. Chạm bóng bộ đôi Bình Minh và Bảo. 98. 98 là 10. 98. 98 rồi. 98. Em muốn ăn cái thử. Thu em. Bóng vẫn còn, phản công, Khải thắng. Và đập bóng tốt của Khải. Chín đều. Bóng vẫn còn cao cả. Chín đều. Na đang đá hai cây. Quyết định công rồi. Chín đều. Rất căng thẳng các bạn ạ. Na đang đá hai cây. Bóng vẫn. Mình đã bây giờ rất thứ tự các bạn vào kênh, vào video các bạn xem, kéo xem từ dưới lên trên nha các bạn nha. Các bạn xem ngang thì nó sẽ nó không hiểu, như mình up từ vòng ngoài và vòng trong rất thứ tự nha các bạn. Các bạn vào video kéo từ dưới lên, các bạn xem từ dưới lên trên nha các bạn nha. Nếu thua thì đi rất xa và rất xa cảm xúc đối với phía bên của các chàng trai anh linh. Hai bên đang hội ý các bạn ạ. Đã giành chiến thắng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ thì họ lại là những người đang phải bám đuổi tỷ số, với tỷ số bây giờ là 11-9. Khoảng cách lợi điểm số lên đến 2 điểm cho các chàng trai của các phía Bãi Biển. Vẫn còn cho Cao Sơn. Phản công dành cho các chàng trai của Bãi Biển. Không được rồi. Tiếp tục cơ hội. Vẫn còn. Phản công. Và chuẩn bị bóng rất tốt của Lưu Quốc. Của Cao Khải. Bỏ bóng ra ngoài rồi. 12-9. 12-9 cho Cao Sơn nha các bạn. 12-9. Bóng không qua lưới. 13-9.
quá hay. Họ đá bóng rất tốt của Lý Quốc. Cơ hội cho Lý Quốc. Phản công. Lý Quốc vẫn còn luôn các bạn ơi. Trời, sau đó là một pha kết thúc bóng rất tốt của cô em Vũng Tàu nha các bạn. 10-13. Bình minh là gì phản công dành cho các chàng trai của anh. Chẳng bóng tốt bảo và quá khó cho cô em. 14-10 có lẽ rằng trận đấu này sẽ được đưa vào trong hiệp đấu thứ ba rất kịch tính. Cô em trời ơi, pha giục móc của em ra ngoài kết thúc trận đấu. 15-10 kết thúc đài truyền hình chiến thắng tỷ số 2-0. Và chúng ta tiếp tục đến với set thứ ba nha các bạn. Set thứ ba của hai team Hoàng Minh Cúc Phi và team bên kia là team của Anh Linh.